Kiều Minh Tú xin kính chào quý vị khán giả của King Life. Xin chào tất cả quý vị khán giả của King Life, mình là anh Tú. Xin chào tất cả các bạn khán giả của King Life. Vâng, xin chào các khán giả của King Life. Xin được chào. Phim này là của chị Thu Trang và thêm những người mà Linh cũng rất là yêu thích như kiểu Minh Tuấn và đặc biệt là một người bạn của Linh là Vương Vũ nữa, hay là anh Tú. Thực sự là từ trước đến nay chị Thu Trang luôn luôn gắn Minh Tiến Luật, và lần nào xem phim thì cũng là hai anh chị là một cặp đôi. Nhưng mà lần này tự nhiên thấy là chị Thu Trang cặp với cả kiểu Minh Tuấn thì chắc chắn là Linh nghĩ là nó có một điều gì đó rất là thú vị. Nó cũng là một cái gì đấy độc lạ nhở mọi người nhở. Mọi người có háo không? Chắc chắn là có. Nhiều cái đầu tiên đối với anh Tú trước đến giờ không make up. Tất nhiên là có một vài cảnh, chứ không phải là toàn bộ phim. Không mặc đồ, thực ra đi ăn giặt xem chú 200 tỷ mọi người sẽ thấy thích thú. Cảnh đó là bắt đầu mọi người từ 7 giờ tối đã bắt đầu set up để vào đó quay khoảng gần 10 tiếng đồng hồ. Mình không được dùng nước để xả xà bông, mà lúc nào xà bông ngụ trên đầu mình, mới đầu còn ngượng ngại lắm, tại vì mọi người biết mà, mới đầu là còn cho make up chạy vào để dập phấn, mà đến lúc sau thì thôi, không cho vào được nữa, tại vì quá đông. Và ngày thứ nhất và ngày thứ hai là tất cả mọi người cũng đều ngại nữa, nên là thôi không, cảnh đấy không cho bạn nữ nào vào cả. Ra nha, hôm nay là phim của chị Thu Trang. Sao tuy là phim của chị nhưng mà Ngân cũng khá là hồi hộp, hôm nay rất là mong chờ, không biết là cái vai diễn của chị Thu Trang sẽ là vai như thế nào. Có giống như Tiền Trăng Máu hay không, hay là có giống như chị 13 hay không. Nếu mà hai người này diễn cảnh tình cảm với nhau thì Ngân nghĩ sẽ là một cái twist gì đó rất là lạ lùng. Vai Dũng trong phim Chiều Quá 100 tỷ lần này của Tuấn khác với những vai khác, đó là Tuấn có nhiều pha hành động hơn, và đặc biệt là Tuấn thử một lần đóng cặp với là chị Trang trong vai trò là hai người yêu nhau. Nhận cái vai này á, là Tuấn gặp chị Trang và nói chuyện là khán giả và đồng nghiệp ai cũng biết hai chị em mình á là hay dở hớp ở trên Facebook như thế nào, rồi ai cũng biết chị em mình là chị em, cho nên là nếu mà mình đóng hai người mà thích nhau như vậy á thì mình hai chị em mình phải cố gắng tập trung để khán giả coi, đồng nghiệp coi, người ta phải hài lòng, chứ đừng có để coi là Thu Trang với chị Tuấn đang phải diễn hay là không có vô tròn vai á thì sẽ là một thất bại của hai chị em mình. Hào hứng và rất là hấp dẫn. Năm nay rất mong chờ sự kết hợp giữa một đôi anh Kiều Minh Tuấn cùng với lại chị Thu Trang. Nói chung là chị nghĩ tới cái đó thôi không hiểu sao. Em xin lỗi chị Trang và anh Tuấn, nhưng mà em nghĩ tới vậy thôi em đã mất cười rồi anh chị. Em xin lỗi. Và em mất cười nhất là em lại tưởng tượng ra cái mặt của anh Luật, mọi người ạ. Em tưởng tượng ra cái mặt của anh Luật khi mà xem được những cái phân đoạn đó thì ảnh sẽ reaction như là cái phản ứng của ảnh sẽ như thế nào. Em rất mong đợi, nhưng mà ngày hôm nay em không biết là anh Luật có đến đây để xem không ạ. Nếu mà chìa khóa 100 tỷ thì ít nhất là phải 100 tỷ. Ít nhất là phải 100 tỷ. Bình thường á, cái chìa khóa đã 100 tỷ rồi á thì chắc chắn cái chiếc sắt á nó sẽ ít nhất 1000 tỷ. Ngân chỉ mong á là cũng hy vọng là với bộ phim như vậy á thì ở trong đó sẽ là một cái kho báu để trong đó được vài trăm tỷ. Nhưng là sẽ tạo được một cái cú hích ở trong cái dịp Tết này và tạo được doanh thu. Tất nhiên là chìa khóa 100 tỷ nhưng mà doanh thu của mình là phải trên 100 tỷ nha. Tôi nghĩ rằng đây là một món ăn tinh thần mà cũng không phải là quá gì ghê gớm, muốn gửi tặng đến tất cả mọi người thôi. Chỉ có vài tiếng hoặc là
hơn một tiếng ngồi trong rạp thư giãn thoải mái thích thú mà không phải suy nghĩ về chuyện gì cả. Phim đã chiếu từ mùng 1 Tết rồi nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều.